Hi, welcome back to my channel, it's Starskrigal. Lightbot Impact Room. Skibidi. Let go.
go. Set go. The opportunity to support the effort to become a cool player with a super bazooka, no ads, and 500 diamonds. OK, sau đó thì mình sẽ vào bên trong khu rừng này. Và trong khu rừng này thì sẽ có 3 ngôi nhà. Các bạn sẽ phải đi tìm con đường để tìm đến 3 ngôi nhà. Mỗi trong mỗi ngôi nhà sẽ có một câu hỏi khác nhau. Các bạn sẽ đến và tìm và giải đáp những câu hỏi đó. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành tương lai và chuyển sang Chattachu. Chattachu thì con này thì cũng khá giống cho Chattachu. Nhưng mà mỗi một Chattachu sẽ có những câu hỏi khác nhau. Và đây xin hiểu. Khi ông ta phát hiện các bạn thì các bạn sẽ đi trước máy bay giấy này. Sẽ đi xung quanh để tìm kiếm tất cả 3 ngôi nhà nha. Và khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành tượng này. Khi trả lời đủ mọi câu hỏi trong 3 ngôi nhà, các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng phát ánh sáng và hoàn thành. OK. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Into Backroom. Tựa game các bạn là phải tìm tất cả 5 trường hành hành tinh trong Backroom này. Khi đó thì các bạn về trụ sở và lộp báo cáo. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào trong backroom, nhưng mà rất là nguy hiểm luôn. Không hiểu sao nguy hiểm như thế mà lại để một mình vào trong backroom này.
và các bạn cũng sẽ phải mặc đồ bảo hộ màu vàng tương với trong micro. Tiếp tục quái vật thứ tư. Và quái vật này và còn một quái vật nữa là hoàn thành chỗ này rồi. Đó, như thế các bạn sẽ đi xung quanh để tìm kiếm từng quái vật và đủ chủng loại. Đó thì các bạn sẽ hoàn thành và thoát khỏi đây là ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Backroom chỉ đây. Thank you.
Vâng, rồi, ok. Giờ mới chiều. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tiêu diệt tất cả Black Boss. Và các bạn sẽ đứng top 1. Ok. See you here, robots. Let's go. Fight!
Fight!